Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 13 tháng 12 năm 2021 về việc quận Đống Đa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, khuyến cáo dân hạn chế ra đường để ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng. Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội đã yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về. Biện pháp nêu trên thể hiện trong văn bản điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa ban hành gửi các phòng, ban, Ủy ban Nhân dân 21 phường và các cơ quan, đơn vị liên quan. Nội dung văn bản thể hiện tình hình dịch trên địa bàn quận Đống Đa trong tuần qua có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện các khu vực dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại các phường Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng và Thổ Quan. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có thông báo đánh giá dịch ở quận Đống Đa thuộc cấp độ 3, trong đó có 7 phường cấp độ 3, 13 phường cấp độ 2 và 1 phường cấp độ 1 để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, đồng thời ngăn chặn dịch lây lan diện rộng. Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa yêu cầu từ 12 giờ ngày 13 tháng 12, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Những người được tham gia các hoạt động phải là người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cũng yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Đồng thời, các hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm sẽ bị cấm, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Để phòng chống dịch hiệu quả, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa giao Ủy ban Nhân dân 21 phường tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đeo khẩu trang, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế. Khi có dấu hiệu nghi ho, sốt, khó thở phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn khám và điều trị kịp thời. Các phường khẩn trương thực hiện rà soát lên danh sách người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người chống chỉ định tiêm vaccine, người chưa được tiêm vaccine để có biện pháp phù hợp, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho các đối tượng này. Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cũng khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn hạn chế tiếp khách làm việc trực tiếp tại đơn vị, tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp, chuyển sang dạy và học theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.